XWatch số 1 bảo hành hậu mãi. XWatch đồng hồ thật, giá trị thật. Xin chào các khán giả của X Channel. Như các bạn đã biết thì khi kim đồng hồ quay, nó quét nên một vòng tròn trên mặt đồng hồ, nên là mặt đồng hồ phổ biến nhất là hình tròn. Tuy nhiên thì với sức sáng tạo vô bờ bến của con người, những người nghệ nhân đồng hồ đã chế tác ra những chiếc đồng hồ có hình dáng đặc biệt hơn. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những mẫu đồng hồ có kiểu dáng độc đáo đến từ hai thương hiệu đứng đầu Thụy Sĩ là Patek Philippe và Vacheron Constantin. Đầu tiên là thiết kế dáng đồng hồ Turner, dáng thùng. Đầu năm 1912, Vacheron Constantin là một trong những nhà chế tác đầu tiên sử dụng bộ khung vỏ dáng Turner cho những cỗ máy thời gian của hãng. Ngay từ khi mới xuất hiện, những chiếc đồng hồ Turner của Vacheron Constantin đã nhanh chóng trở thành biểu tượng của chế tác cũng như nhận được sự mến mộ trong nhiều năm. Không hề kém cạnh, Patek Philippe cũng trình làng nhiều mẫu đồng hồ dáng Turner sáng tạo, từ những chiếc lên cốt tay siêu mỏng đến những phiên bản phức tạp hơn. Ngày nay, dáng đồng hồ Turner vẫn được cả Vacheron Constantin và Patek Philippe tiếp tục đưa vào sản xuất với hai bộ sưu tập đặc trưng là Metre và Gondolo. Thứ hai đó là kiểu dáng đồng hồ Cushion hình gối. Những chiếc đồng hồ kiểu dáng Cushion được Patek Philippe và Vacheron Constantin sản xuất với quy mô đáng kể. Nhiều chiếc trong số đó đi cùng với những bộ máy rất phức tạp. Gần đây, nhà sản xuất Vacheron Constantin có tung ra bộ sưu tập Harmony mới với tính năng chronograph đi kèm bộ vỏ khung dáng Cushion kiểu cách. Về phía Patek Philippe, những chiếc đồng hồ dáng Cushion tiêu biểu là Rep 5940 có chức năng lịch vạn niên, còn Rep 5850 được tích hợp tính năng chronograph. Thứ ba đó là dáng đồng hồ hình chữ nhật. Với đại diện lớn nhất là cỗ máy thời gian Cartier Tank, dáng đồng hồ chữ nhật được xem như là sự phá cách với lối thiết kế đồng hồ dáng tròn truyền thống. Thực tế thì cả Patek Philippe và Vacheron Constantin không có nhiều mẫu đồng hồ dáng vỏ hình chữ nhật. Dù vậy thì cả hai thương hiệu vẫn sở hữu gia tài đồng hồ vỏ vuông đi kèm với bộ máy ưu việt như là Patek Philippe Pagoda hay là Manta Ray. Những mẫu đồng hồ vỏ chữ nhật của Vacheron Constantin được tìm thấy trong bộ sưu tập History Quy thì ở Patek Philippe có hai mẫu thuộc dòng Gondolo với số hiệu là Rep 5124 và Rep 5200 có thời lượng chữ cót lên tới 8 ngày. Thứ tư đó là dáng đồng hồ Shutters. Sự kết hợp giữa Vacheron Constantin cùng với bên thiết kế là Vega Ferres đã tạo nên sự xuất hiện của mẫu đồng hồ kiểu dáng Shutter nổi tiếng. Thứ năm đó là dáng đồng hồ bất đối xứng. Những mẫu đồng hồ với dáng bất đối xứng cũng đem lại cho Patek Philippe cũng như là Vacheron Constantin một lượng lớn người hâm mộ. Với lối thiết kế hiện đại, Guibert Albert đã đem đến những cỗ máy thời gian khác thường dành cho Patek Philippe kể từ năm 1955. Những cỗ máy thời gian của ông sở hữu đường lối thiết kế bất đối xứng với dáng hình thoi. Khá nhiều mẫu đồng hồ của Guibert Albert không được đem vào sản xuất. Riêng chiếc Patek Philippe Rep 3424 được giới thiệu vào năm 1959 với dáng vỏ bất đối xứng hai bên cạnh dáng cong xếp bậc, hay là với Vacheron Constantin, đại diện cho lối thiết kế bất đối xứng của hãng là mẫu đồng hồ 1972 biểu tượng. Con số 1972 đề cập đến năm mà nhà sản xuất Vacheron Constantin nhận được giải thưởng đặc biệt Prestige de la France cũng như việc giới thiệu đến mẫu đồng hồ dáng hình thang xiên. 40 năm sau, một thiết kế tương tự cũng đã ra đời nhưng mang thêm vài yếu tố hiện đại. Thứ sáu đó là dáng đồng hồ hình elip. Trong khi là Vacheron Constantin sản xuất một số lượng lớn những cỗ máy thời gian hình oval, mẫu Patek Philippe Golden Elips năm 1968 gặt hái được khá nhiều thành công nhờ vào kiểu dáng độc nhất cùng với lối thiết kế thiên về tối giản. Bộ vỏ khung dáng elip của Patek Philippe Golden Elips dựa trên tỷ lệ vàng trong làng thiết kế đem đến cảm giác tự nhiên cũng như hài hòa về mặt thị giác. Hãy đến ngay với các showroom của XWatch để lên tay sản phẩm. Chúng tôi đảm bảo 100% hàng chính hãng, bảo hành 5 năm theo tiêu chuẩn Thụy Sĩ với cả lỗi của người dùng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.